này đi nhỉ? Bật cái này đi, lấy con nhỏ nhỏ lên. Thế thì không ổn. Cất chân lên con đâu mà chừng lành. Mỗi người có một ý, mỗi người có một ý. 500 tiền cắt được thì làm sao? Có phải về quê là 5 tiền nhỉ? Cái tích coi, bằng cảnh tích coi đã từ tiền. 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 Cây hồng nhạn này. Hồng nhạn có 2 cây. Gì đấy? Sam hay là gì nhỉ? Không phải, phải. Cây cái cây gì? Cái giống vừa giống hải châu lại vừa giống không phải hải châu. Đến mai thôi. Không phải sam ngọc này, giống không phải. Hay nhỉ? Xem. Không phải cây của mình anh. Nay lại để chỗ này anh. Em muốn đâu. Con suối kia cứ như là tảng đá. Quay cây. Không biết cây này tên là gì, không nhìn mình quen. Cây đi anh. Cây 5 tiền rồi. Cây em bán 2 chủ. Bè nó đẹp rồi anh. Cây hơi cực. Vâng, trực thì cũng trực được. Hay đấy, cái này hay đấy. Rụt gì đấy. Đây, muộn đấy. Vừa quê lên, ngay được nghỉ mà. Tuy là quê lên. Đi mua mấy cái chậu thì ra đây. Cả cái thông kia của mình à? Thông như mấy tiền đấy? 3 triệu rưỡi. Không làm được khó. Biết. Vì được cái phần khó. Dễ hỏng. Được, nói chung là nhìn khá ổn. Vừa bảo cái này 3 tiền nhỉ? Cái nào anh? Xanh này à? Ừ. Xanh 2 triệu rưỡi. 5 tiền. À không sao. Xin lỗi. Để ý rồi. Cả châu cả chậu ấy đúng không? Cả chậu. Không, chậu thôi, châu không phải đâu. À, châu không phải. Châu bán kia đa. Chậu thôi chứ không có châu. Chậu đó là con châu đúng không? Châu nhân đôi trăm ngàn. Ôi, châu gì? Về để châu sống buộc đấy. Tùng rồi. Đâu, hai cây ông nhạn là hai cây nào nhỉ? Cây này này, với cây xanh à? Cây này không bán à? Này, bán hộ à? Bán rồi, bán 2 cây này. Bán 2 cây nào rồi? Một cây đa, một cây si. Thế à? Hai đa vừa nổ. À, đa đẹp lắm. Đa lông à? Đang cao. Nhưng đa lông à? 30-35 cân. Nhưng đa lông nữa. Không, đa... Đa mây. Ủa đây à? Đấy. Đang có hoa đấy. Đang cỏ. Đẹp lắm. Mà trên mini hay. Ông nào đấy không lấy chậu à? Giờ đổ vào ra. Không lấy chậu ở châu, có châu lấy chậu. Châu làm lúc không ta.
Đây, hai con móng hôm trước đây à? Mất cỡ 200 em ạ. Này nắng vỡ mặt nhỉ. Nắng vỡ rơi, nắng này em sáng tháng. Đầu mùa này. Bệ con này. Đứa trâu nằm không có bệ tiếc nhỉ. Móng đó. Thông này hay phết. Không ở Việt Nam. Không ở trong miền Trung đổ vào thì nhiều. Đà Lạt. Miền Bắc. Mình trên Ba Vì đẩy. Nhưng mà không toàn không gỗ rồi. Trái cho chồng. Cái chợ vừa làm đây mà khó. Nhìn như cái bánh gà. Nhìn như cái bánh gà. Chạy thác. Đưa ra mặt sau quay. Con đấy bao tiền anh ơi? Cây 3 triệu. Xì đỏ. Xịt đấy. Tay bên này hơi một cái đoạn. Nhìn từng suối hoặc mái đá. Nhìn kỹ mái đá. Thôi bao tiền đấy? Chừng mực. 2T giờ mới ra đến đây. Mặt kia là mặt tiền đúng không? Hay đấy nhỉ? Cả hai mặt như nhau ấy. Quê. Điền đấy. Mặt nào cũng làm được hết. Mặt này nó đánh thấp một cây ba vai thì chậm gì. Quê rồi. Đấy, cây dễ. Quê rồi. Không phải cây dễ nhỉ? Anh dễ này. Đẹp. Anh mà buồn dễ này vào anh. Cắt vào đây kìa, nó ra xùi đầy dễ nhỏ luôn. Anh cắt đây kìa, xùi như này đây. Nhưng mà nó không cân đối với... Anh cắt vào nó đẹp chứ.
Xì đỏ. Có con xì đỏ đẹp. Giá căng quá. Đã mua được cái gì chưa? Trời vui. Còn mấy kia có cây nằm biển hay trông trọng trực. Bố à? Cái gì đấy chú? Quên. Xăm xăm ngọc đúng không nhỉ? Đấy. Đây đẹp, khách nhà chị ba tôi bán đấy. Không rồi đâu. Xăm ngọc. Chỗ to nó mấy trăm bạc, 600 rồi. Xe. Thôi ra mọi này. Vâng, cái quê ra. Hôm 15 mọi người mang cây đẹp quá mà nó bỏ cái này. Vâng, đúng, đúng. Đúng, 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 đúng. Cái gì chú? Cái gì? Đấy, mua cái nào mua. Cái này gì? Cái này. Xem. Đi. Châu đẹp ổn định rồi nhỉ? Xăm ngọc. Khỏe. Vừa già vừa khỏe, cây vừa quái. Đây nhìn thấy chậu ở đây rồi. Đấy rồi. Mua thêm để cho nhé. Em nhé. Em nhé. Hay đấy. Đã ra xong rồi. Vâng. Con điền kia cũng hay này. Khỏe. Chịu mấy tao bán cho mày nốt tao về nào. Mày quên tao bán nốt cho mày nó về. Cái này nhé. Cái đấy cái gì bác? Cái xăm. Xăm gì? Xăm ngọc. Khỏe ghê, nhìn tí nó không nhận ra, rất khỏe cây. Hay đấy. Cái màu quần thụ thế, mẹ đẹp thân đẹp. Cây đẹp, trông đẹp, có tuổi. Quất đi thôi, chờ gì. Cái vòng xong cái này xem cái mặt sau nó phát. Chú bán cả tre này. Nó tưởng anh Hiền đấy rồi. Tên là Hiền. Đặt tiền rồi đấy. Lấy cái gì cô? Tốt, cái này đẹp mà. Quái. Bán rồi bạn. Ai có xuyên thì mua thôi. Được đó. Chuối à? Trân châu anh ạ. Trân châu. À trân châu. Mỗi hôm u lai có 1-2 cây đi nhỉ? Nay làm sao được nhiều. Ba cây này chất yếu tay thì nay thì xe đạp. Đấy giờ đang bên chỗ vay mua. Đó, hay đó. Thế thôi, giờ bây giờ nay nặng đầu nó nhẹ thì cũng đi được. Ôi cái này cần gì? Đặt phát. Xe của nước đẹp. Đâu? Cái tùng nhỏ. Bán rồi. Không biết bán mấy tiền. Thay cái nước xe đạp của mình đấy tháng 8 đi. Vừa bán bao tiền này? À không, có làm gì đâu, khổ quá. Rồi. Đi giá thế. Ồ, quá đi mất. Sang bên xem mặt sau của mấy cây này. Nắng vỡ mặt, nắng đầu mùa. Xăm ngọc. À, tức là vì như ảnh về à? Cũng hay. Buôn đấy. Ủa, con này nhìn như là cái bánh đa. Này
trong này nhưng mà về mà mang bên làm mà chú thịt mấy được cái bàn thì bạn cắt đây chịu quá bắt dòng vào sau này một ra nó đấy đó ok ngay mình dòng cấp xuống thì cái đẹp này.